và các bạn đã trở lại với kênh siêu thị bất động sản ngày hôm nay Nguyễn Tùng sẽ đưa các bạn tham quan về con đập sông dây thuộc xã Lâm San Cẩm Mỹ. Đồng Nai, hồ được hình thành bởi việc con đập ngăn dòng sông dây, hồ rộng 2.500 2503 ha, nằm trên địa phận huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu. Hồ sông dây nằm cách thành phố Bà Rịa khoảng 37 km về hướng đông bắc. Từ thành phố Bà Rịa, đi theo quốc lộ 56 đến vòng xoay thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức rẽ phải qua đường Lê Hồng Phong, rồi đi thẳng theo đường Ngãi Giao, Hòa Bình. Đến xã Xuân Sơn vị trí gần giáp xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, rẽ trái vào đường đội 11 khoảng 1 km sẽ đến đập hồ sông Dây. Từ đây có thể đi một vòng khám phá hướng Tây Nam của hồ. Muốn khám phá hướng Đông Bắc hồ sông Dây, địa phận huyện Xuyên Mộc, trở ra đường cũ ngãi giao Hòa Bình, tiếp tục đi đến ngã ba Hòa Bình rồi rẽ trái theo đường tỉnh 328. Trên đoạn đường này, ở khu vực chợ Hòa Hưng có nhiều đường ngang có thể rẽ vào hồ.